Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Con trai đầu lòng của Lương Thế Thành, Thúy Diễm vừa phải nhập viện vì sốt, co giật do bệnh chân tay miệng. Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên cặp đôi càng lo lắng nhiều hơn. Lương Thế Thành chia sẻ, chưa lúc nào anh thấy hoang mang như lúc này. Anh tự dặn lòng phải cố gắng hơn, mạnh mẽ lên để còn chăm sóc cho con. Anh chỉ mong bé mau khỏe lại để về nhà. Thời điểm cuối năm, vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm đều rất bận rộn. Tuy nhiên, khi con ốm, cả hai gác lại mọi thứ để chăm sóc bé. Bé Bảo Bảo, con trai 2 tuổi của Thúy Diễm và Lương Thế Thành. Bé Bảo Bảo sinh ngày 27 tháng 6 năm 2018, là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của cặp diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Từ khi chào đời, cậu bé đã có khuôn mặt giống hệt bố, đặc biệt là đôi môi. Khi mới sinh Bảo Bảo Thúy Diễm cảm thấy như bị ra gì vì Lương Thế Thành luôn dành hết phần trăm con. Cô thừa nhận ông xã rất khéo léo, giỏi chuyện tả sữa hơn cả vợ. Lương Thế Thành thì cho biết, bà xã hơi hậu đậu và hay bị mất bình tĩnh nên anh gần như không dám để con trai mới chào đời ở một mình với mẹ quá lâu. Anh dành hết việc cũng là để bà xã có thời gian nghỉ ngơi sau chín tháng mang nặng đẻ đau. Sự có mặt của Bảo Bảo khiến tổ ấm của Lương Thế Thành, Thúy Diễm thêm hạnh phúc. Cậu bé mang đến tiếng cười không ngớt, trở thành sợi dây kết nối cả gia đình, giúp bố mẹ hiểu, trân trọng và ngày càng gắn bó với nhau. Thúy Diễm luôn cảm thấy bình yên khi nhìn chồng chơi với con. Trong khi đó, Lương Thế Thành thấy hạnh phúc nhất là khi cả nhà được quay quần bên nhau. Gia đình Thúy Diễm trong chuyến du lịch Phú Quốc tháng 12 năm 2020. Dù bận rộn, cặp đôi luôn cố gắng dành thời gian bên con đưa con đi đây đó để bé cảm nhận tình cảm gia đình và học hỏi những điều mới mẻ. Trong chuyến du lịch hồi tháng 12 tại Phú Quốc, cậu bé hơn 2 tuổi được trải nghiệm ngắm thiên nhiên, các con vật, bơi lội, tham quan vườn bách thú. Nguyễn Ngọc Thúy diễn sinh năm 1986 còn Lương Thế Thành sinh năm 1982. Cặp đôi yêu nhau sau khi đóng chung nhiều bộ phim truyền hình như Trái tim Hoa Hồng, Giao muốn tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Danh giới tình yêu, Sau bức tường lửa. Họ làm đám cưới vào tháng 4 năm 2016 sau hơn 2 năm yêu. Nguyên An